我们经历过，每一天经过，无愁无虑，却总不太多。前行望见落雨比较错，随人和事各种风波，求平静过有那些出错，无常离合说不出痛楚。 沉静就去，是便非想不要，仍然从未变改真我。每天热爱都珍惜过，每个幻变已想不老魔。往自欢呼声内里，埋藏真相与苦累，坚信世间总会留低因果。我永是我，一生走过。 Lại là ông hả? Ông Quân, tôi không biết phải nói sao. Ê, không cần giải thích nữa. Con tôi thấy ông làm việc bấy lâu thì bị xui bấy lâu. Cứ 3 ngày một chuyện lớn, 5 ngày một chuyện nhỏ. Ông bắt con tôi chết rồi, ông mới vui lòng sao? Đừng có trù ẻo đứa con gái mình vậy. Ông Trương à, con gái của tôi bị gì? Cô tôi xương thường té xuống. Cái gì? Hả? À, bác sĩ. Ai là người nhà của Dương Mẫn Thành? À, chúng tôi. Não bộ của cổ bị chấn động nhẹ. Tôi đã kiểm tra lại cho cổ rồi, không có gì đáng ngại. Nhưng mà nhằm việc an toàn, có phải là nhà thương cho theo dõi mấy ngày? À, bác sĩ à, chúng tôi có thể vô thăm được không? Được, nhưng cổ chưa tỉnh lại, đừng quấy rầy tới cổ nhà. Cảm ơn. À. Bà đừng có như vậy, bác sĩ nói không sao là không sao mà. Tôi cho ông biết, ê con gái tôi bị gì đó, ông chết cho tôi coi. Thì xin lỗi, chuyện này cũng bởi tôi mà nên. Hay báo hại con gái tôi như vậy, nói xin lỗi có ích gì chứ? Đừng có gây nữa. À được, không gây. Vô đi. Sanh à, ngồi đi. Tôi đang định kiếm anh đó. Tôi cũng có chuyện kiếm anh. Nghe tôi nói đã. Tôi đã coi lại vụ án của cô Tình. Đúng như anh đã nói, những vết tích ở trên xe chứng tỏ là cô Tình lúc bị mất tích đã bị hại rồi. Ok. Sau khi mà mất tích thì tấm cạc tín dụng đã bị người ta lấy xài. Người đàn bà đã dùng tấm cạc của cô Tình có thể là then chốt để mình phá án. Ý, khoan nói chuyện này. Bây giờ tỉnh không? Tôi thật là bận lắm. Bỏ mặt hết đi, mấy chuyện này gác lại nha. Có chuyện lớn gì sao? Vừa rồi con Thanh, trong nhà tôi từ sương thường té xuống đã vô nhà thương rồi. Hả? Bây giờ có ra sao? Bác sĩ nói không gì đáng ngại, nhưng mà phải ở lại theo dõi. Không có gì đáng ngại hả? Như vậy thì ngày mai tôi mới đi thăm. Cái gì? Cái gì? Cái vụ của cô Tình tôi phải giao cho thần lực xử lý. Bây giờ tôi đang thêm một vụ buôn lậu, đợi cho làm xong thì mới có thể nhập lại với anh được. Anh thì không đi thăm con Thanh hả? Tôi thì là bận rộn mà. Anh đã nói là cô không sao, sáng bây giờ đã khuya, cô đã ngủ rồi. Không phải là tôi không muốn đi thăm cô. Quê, cô là bạn gái của anh đó. Ừ, như vậy thì cô phải hiểu. Ôi, anh chưa có biết thôi, cái vụ buôn lậu này bọn Đại Phi thì là hung hăng đó. Đưa một lực năm cái toa hàng lên, bị tôi bắt được là biết chết. Không thể phủ nhận, người bạn thân này của tôi là một cảnh sát rất tốt. Nhưng mà anh không phải là người bạn trai tốt. Anh Phong à, anh Phong à, mình hãy rời khỏi chỗ này đi ngay. Hả? Em sợ là nếu mà cứ như vậy hoài thì chuyện có thể bị đổ bể ra đó. Mình đi qua Mỹ, qua Canada. Nói tóm lại là rời khỏi cái chỗ này cho mau. Đi nhờ anh. Bình tĩnh đi có được không? Nếu như em không nói, anh không nói, họ nhất định không biết đâu. Không phải đâu,
con Thanh nó nhìn thấy em đốt đi cái áo quần đó. Nếu nhìn nó biết được là của con Thịnh thì chết. Thì chết ra anh ạ. Anh sẽ có cách lo liệu mà. Em đừng có sợ. Hả? Anh Phong à, con Thanh có phải là bị anh xô xuống hay không? Hả? Nghi nhờ. Em không như vậy chứ hả? Bộ tưởng anh điên rồi sao? Anh đâu có làm việc này trong nhà của mình đâu chứ. Tin anh đi. Có biết không? Tại cô tự sơ ý té xuống dưới mà thôi. Em tin anh đi mà. Em thiệt là sợ lắm anh à. Em biết rồi, không cần sợ. Anh đã hứa với em là bảo vệ cho em kia mà. Em yên tâm đi. Ok. Lên rửa mặt đi. Anh lấy thuốc cho em uống nha. Để cho tối nay em ngủ được ngon hơn. Đi đi. Không cần sợ. Tỉnh rồi hả? Có thấy sao? Mình mấy đau lắm, như là bị rã ra. Đừng mà lo quá. Bác sĩ nói cô không gì đâu. Ông đã ở lại đây với tôi cả đêm à? Có cả bà má cô nữa. Giờ tới nhà ăn thôi. Quý sinh đâu? Anh đang làm việc. Đang tới đó. Đã biết là như vậy mà. Thanh à, sao cô sơ ý té xuống lầu vậy? Tôi cũng phải là sơ ý. Tôi thấy hình như là có người sơ cô xuống dưới. Tôi không dám khẳng định. Cô cứ nói. Tôi không nhìn thấy rõ lắm. Tôi chỉ thấy là sau lưng hình như có một luồng sức. Tôi chưa được rõ ràng thì đã té xuống dưới. Thanh à, dạo này cô có gặp chuyện gì lạ không? Không có. Hôm nay cũng giống như là mỗi khi đi học rồi tan học. Sau khi tan học thì tới nhà của ông. Tôi có nhìn thấy cô Nghi đốt áo quần. Rồi thì có ông bà với Michael. Và sau đó lên sân thượng để thâu quần áo. Ai ngờ cô nhìn thấy cô Nghi đốt áo quần. Xanh, đã tới rồi hả? Anh Thông, em Thanh. Sao rồi? Anh đi đâu vậy anh? Dĩ nhiên đi làm việc. Nếu mà không, tối hôm qua anh đã tới rồi mà, phải không? Cũng may là có anh Thông coi chừng em. Bây giờ giao lại người cho anh. Tôi phải đi rồi. Mau gì? Có chuyện tôi phải về gấp. Ok. Cảm ơn trường giảng sư. Vậy cô nghỉ chút nha. Cảm ơn. Tôi đi trước. Bye bye. Anh Thông này sợ lại quấy rầy chúng ta đó. Em sao rồi? Sao hả? Anh bỏ mặc em ở đây mà. Anh không phải là bỏ mặc em, anh thì là bằng công tác mà. Lần nào anh cũng nói vậy hết. Sao em sợ ý quá vậy? Vừa rồi giảng sư cũng có hỏi em, nhưng em không dám nói ra sự thật. Em cứ thấy hình như là có người xô em. Em sợ quá. Làm sao đi hả? Anh Sanh. Nước tôi là dơ quá. Hơi đục quá vậy, không biết là cái gì. Anh hãy đi đi. Có chuyện gì chứ? Hả? Em mệt quá, em muốn ngủ một chút. Hay là gì? Em hãy nghỉ một chút đi, có chuyện gì thì gọi máy cho anh.
Anh biểu cô y tá thay nước cho em. Thanh thế nào rồi? Chị không sao. Con có ngoan không? Dạ con ngoan. Chừng nào con có thể đi thăm chị Thanh đi ba? Tối nay để con đi nha. Hay quá. Ba cô à, tối qua chỗ này xảy ra chuyện gì? Đâu có chuyện gì. Lạ thiệt. Thường ngày con Thanh đâu có băng giày cao gót. Anh thiệt làm tôi hết hồn. Chuyện gì? Sắc mặt của anh sao tái vậy? Anh đang phiền não gì? Thì là cô Nghi đó. Tôi thì không biết dạo này cô bị cái gì. Ban sáng thì tâm thần hoảng hốt, tối thì nằm ác mộng. Cô cứ nói là... Xin lỗi, chị tha cho tôi đi, như vậy đó. Có thử bạn với cô không? Vô dụng thôi. Tôi nói với cô nhiều lần rồi, nhưng mà cô không trả lời tôi. Tôi thiệt không biết cô đang giấu giếm tôi chuyện gì. Hình như là hôm đó. Hôm đó chuyện gì? Hôm đó khi không có Nghi là lấy quần áo đi đốt ở trường. Không biết cô làm cái gì nữa. Rồi tối hôm đó cô Tịnh đã xảy ra chuyện. Tôi thiệt lo lắng. Chuyện của cô Tịnh là có liên can tới cổ. Tôi nghĩ chắc không chứ. Chắc anh đã lầm thôi. Không phải đâu Thầm. Tôi thì không biết phải xử sao mà. Nè ban ngày tôi đã bận rộn nhiều việc, áp lực công tác lớn lắm. Tối về tới nhà còn phải lo chuyện của cổ. Tôi thiệt là lo tôi chống không nổi. Phong, nếu như cần tôi giúp gì anh cứ nói nha. Anh thiệt là người bạn thân của tôi. Lúc nào cũng là bạn thân mà. Ê, Quê Xanh đã bắt được mười mấy tên tội phạm buôn xì ke, được đăng trang đầu đó. Nó không tốt với con Thanh lại có ích gì chứ. À nè, nó có tới thăm con không vậy? Dạ có. Có sao? Bà má tối ngày ở đây mà đâu có thấy nó. Ngày hôm sau con vô nhà thương Thanh có tới nhằm lúc bà má đi ăn sáng. Mẹ, vậy là chỉ tới 20 phút thôi hả? Dạ phải, anh bận làm việc cho nên phải đi vội. Ê, nó thì là quá đáng mà. À, chắc là nó tới rồi. Để ba ra rầy nó. Chào bác. Giảng sư. Chị Thanh. Michael. Ông tới làm gì? Ba, lịch sự chút xíu đi ba. Michael, chào hỏi chưa? Chào bác, chào thím. Ngoan. Ờ, giảng sư à, ông xách cái gì vậy? Cái bình canh của ba nấu đó. Canh hả? Là canh gì vậy?
Canh cá lóc. Người ta nói ăn canh cá lóc sẽ được khang phục mau. Canh cá lóc hả? Có biết nấu không vậy? Tanh quá, chắc là không bỏ gừng rồi. Phải bỏ gừng hay sao? Nấu canh cá dĩ nhiên phải bỏ gừng chứ, có biết nấu không? Tôi không thành lắm. Viết luận văn thì ông giỏi, nấu canh thì dở ẹt hả? Bà, bỏ đi có lòng là được rồi. Còn hơn là có người không thèm hỏi han. Đi thử coi bình canh không ngon đến cỡ nào. Con thử đi. Má, làm phiền má. Con về tới rồi má. Ý da, chuyện gì mà suốt đêm không về? Thì làm việc mà. Mấy thằng Đại Phi bị con bắt hết rồi mà. Hồng Kông rất là nhiều trộm cướp, làm sao mà bắt cho hết? Con biết là được rồi, bắt ăn trộm thì nhiều cơ hội lắm. Còn bạn gái thì chỉ có một thôi, lo liệu đi. Má thì là biết chuyện có phát huy. Dạ, đừng có trách má dài dòng. Chuyện của anh hai con là kết liễu rồi, con cũng nên nghĩ cho mình con chứ. Mà muốn nói gì đây? Con đã 30 tuổi rồi, tới lúc lập gia đình rồi đó. Con chưa hề nghĩ tới đâu. Thì bây giờ suy nghĩ một chút đi. Con còn lè phè như vậy, người ta không có chờ con nữa đâu. Cô không chờ con thì chờ ai? Bây giờ làm phách đi, tới chừng mất đi bạn gái rồi sẽ biết. Má yên chí cho con đi. Má không thèm nói với con nữa, con chưa biết chết mà. Không thèm nói với con. Lấy bình canh cho con Thanh uống đi. Má đừng có chơi con nữa mà, con đã ba đêm không có ngủ rồi, đừng có như vậy nha. Đừng ngủ, cầm đi, lấy đi. Đi đi. Má à. Con không đi hả? Má điện thoại rủ đám bạn tới đánh bài, con đừng có hòng được ngủ. Con thì là bị má chơi chết rồi. Con đừng có làm bộ nha, má sẽ điện thoại cho con Thanh hỏi nó có ăn canh hay không. Đàn bà thì là ác quá mà. Thằng khỉ, má lo là con bị mất vợ thôi. Michael, chụp đi nha. Bây giờ làm lại nè, chụp nha. Chị Thanh à, mạnh tay một chút đi mà. Chị Thanh vừa mới lên lại thôi, sao đủ sức? Mạnh tay thì mạnh tay chứ đừng có khi dễ chị đó nha. Nè. Chào chú Quê Xanh. Tới đúng lúc đó, giao lại cho anh nè. Tôi với mày còn phải đi trước. Sao đi mau vậy? Sao lần nào tôi tới là anh cũng đi vậy? Nó phải ôn bài mà làm kiểm tra đó. Hai người trò chuyện đi. Say goodbye. Bye bye. Bye bye chú Quê Xanh. Bye bye chị Thanh. Giúp ôn bài đã nghe chưa nhớ không hả? Dính Liên là bình thoại nha. Thế anh nè. Có thể đánh cầu được vậy là hết chuyện rồi. Thì đã hết chuyện. Cảm ơn anh. Anh có mang canh tới nè. Để em qua bên kia nha. Làm cho em nha. Cô bác gái nấu. Dĩ nhiên anh đâu có biết nấu. Cho dù anh nấu thì em cũng đâu có dám uống. Thì coi lòng thôi. Nếu như coi lòng thì có uống cách mấy em cũng ráng uống. Em đã biết anh không phải là mấy bà sẩm nấu canh mà. Anh đừng có đem chuyện tốt cho bạn gái nói thành cái kiểu này nha. Anh ngửi thấy mùi thuốc nổ. Như bị người ta lạnh nhạt nó mới sanh ra. Em biết là anh đang bận công tác mà cả thế giới cũng đều biết hết. Ngày nào cũng có án, chừng nào mới điều tra xong. Ngày nào cũng có, dính chỉ không hết có phải vậy không? Ngày đầu tiên em quen biết anh đã là cảnh sát. Anh tưởng là em sẽ tiếp nhận. Như vậy em nghĩ em không có thích hợp ở chung như người cảnh sát. Em nói sang đâu rồi? Em đang nói chuyện của mình. Vậy em muốn anh phải làm sao? Có phải là cách nửa tiếng đồng hồ là điện thoại báo cáo? Và cứ mỗi ngày là tặng một bó bông tươi cho em hay không? Hả? Em thật sự không có đòi hỏi những chuyện bề ngoài như vậy. Yêu cầu của em nó chỉ đơn giản cho hợp lý thôi. Bạn không có hay làm được cái gì. Anh cũng đâu có tệ với em lắm đâu. Phải, không có tệ lắm. Lúc gọi máy anh cũng không nghe, không trả lời. Muốn biết chuyện của anh phải dở báo ra đọc thì mới biết. Thậm chí đến khi em bắt xì anh cũng không có thèm hỏi han. Còn bị em phải tránh xa một chút. Đừng có để lây sang anh để ảnh hưởng đến công tác. Cái chuyện này là cái gì đây? Lúc nào chứ? Lúc nào à? Anh thường hay như vậy lắm có biết không? Anh tưởng là em sẽ tiếp nhận. Em tiếp nhận? Hay là anh cho em đã tiếp nhận? Đừng có nói chuyện này mà. Bấy lâu nay vốn là anh thấy cái chuyện xét án nó quan trọng hơn em. Em ở bên cạnh anh chỉ là một điều dư thừa thôi. Rồi em muốn anh phải làm sao? Lần nào em nói chuyện này anh cũng đều nói như vậy hết. Em đi đâu vậy? Anh cứ bỏ mặc em. Em mệt quá rồi anh đi về đi.
Tạm biệt anh đi đó nha. Hai. 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 Quê. Hả? Sao ngồi vậy? Hả? Là cô hả? Một mình à? Thì cô anh nghĩ sao thôi. Muốn kiếm bạn lúc nào chẳng được. Đọc báo biết được anh đã làm một anh hùng rồi. Cái gì khách tinh xì ke. Wow. Cũng vì hai bữa cơm thôi. Đã của anh đâu? Ồ, chắc là xảy ra chuyện hả? Nếu không đâu có uống dữ vậy. Nè, nhưng mà đừng nói với tôi là anh gì tôi nha. Tôi có giống như là uống xoay là gì cô hay sao? Cô nhớ tôi thôi chứ, còn đeo cái dây của tôi nữa nè. Cái gì? Liều bạn kiếm về mà dĩ nhiên không bỏ. Nhớ anh hả? Còn lâu. Đừng buồn chán mà uống rượu đi. Tôi sợ là cô bị say rồi bắt tôi đưa về nữa. Muốn đưa tôi về hả? Anh chưa đủ sức đâu. Có thiệt không đó coi sao nha. Để coi. Làm ơn cho hai chai tequila. Hai chai. Chào cậu. Chào chị. Chú thầy. Ừ. Có tin của cô hai không? Dạo này cô hai tới lui với một cảnh sát. Dạo trước thì lưu manh, bây giờ thì cảnh sát. Không biết nó muốn cái gì. Mau biểu nói gì. Chú thầy à, tánh cô hai. Tôi bỏ mặt. Hôm nay là ngày giỗ của má nó. Dù sao đi nữa, biểu nó về ngay. Dạ chú thầy. Ừ? Chuyện gì? Cô hai, ông Thái mời cô về. Các người nghe đây. Tôi không về. Hai người làm ơn biến mất đi. Cô hai à, đây là ý của ông Thái. Cô làm như vậy chúng tôi khó xử lắm. Vậy mắc mới gì tới tôi? Xin lỗi cô hai. Đứng lại gần. Nếu không tôi kêu đó. Cindy, đừng có như vậy. Bà tưởng ngày nào bà cũng tới tận bông là có thể đền bù được hay sao? Bà đừng có quên là má đã bị ba hại chết đó. Đừng có nói thêm. Việc gì bà cũng nhớ mà. Bà vĩnh viễn nhớ. Nếu năm xưa bà có đường chọn, bà sẽ không đi con đường này. Cả người thân nhất của mình cũng hại chết, khiến cho mình suốt đời không được yên lòng. Cái bị chết không phải là ba mà. Bà muốn nói cái gì cũng được. Bây giờ bà vẫn làm mấy chuyện bị bà thôi. Bà đã từ từ rút tay rồi. Chuyện gì? Bà sợ gặp quả báo hả? Âu Dương Thái này không sợ gì hết. Bà chỉ sợ đứa con gái của bà vì bà mà tự hành hạ mình thôi. Cho bà một ít thời gian. Đám anh em theo bà bảy lầu, bà cũng phải ổn định cho họ rồi mới có thể rút tay. Bà chịu bỏ nhiều thứ như vậy sao? Con đừng có tự coi nhẹ địa vị của con trong thâm tâm của bà. Con thì không biết con nên tin bà hay không. Con tin bà hay không cũng mà. Chỉ cần con chịu thứ lỗi cho bà, việc gì bà cũng chịu làm. Chắc con có nhiều việc muốn nói với má của con. Bà đi dẫn một hồi. Ba. Vừa rồi con đã bàn thảo với má rồi. Má biểu con thứ lỗi cho ba. Xin đi. Ba chờ ngày hôm nay đã lâu lắm rồi.
sau ngày má con qua đời, ba chưa hề được vui như bây giờ. Thật ra thì ba lẻ loi lắm. Thiệt mong con có thể ở lại bên cạnh của ba, để ba khỏi lo lắng con ở bên ngoài không biết gặp được chuyện gì. Ba hứa với con, từ nay ba sẽ chăm sóc tốt cho con. Đi đi, thật ra con không muốn xử tệ với ba. Đi trước nha, bye bye. Bye bye. Được rồi, bye bye. Tặng cho em đó. Xin lỗi nha. Vẫn còn giận anh hay sao? Em đã cất dây không có nghe điện thoại anh cả tuần rồi, phải hết giận chứ. Em nghĩ phải nói rõ ràng cho anh. Em muốn chia tay với anh. Tại sao khi không lại nói chuyện này? Anh phải hiểu rõ ràng là tại sao. Thanh à, nếu như vì chuyện lần trước, một lần nữa nói xin lỗi với em nha. Không có bắt mới gì tới chuyện lần trước. Lần này em đề ra chuyện chia tay và nó suy nghĩ rất lâu. Thật ra em với anh là hai người khác nhau. Miễn cưỡng ở chung với nhau thì đôi bên đều đau khổ. Có gì là giống hay khác chứ. Hay là như vậy nha, từ hôm nay anh sẽ sửa đổi, sửa tới khi mà em hài lòng mới thôi. Không cần thiết. Với anh em đã tự thất vọng và biến thành tuyệt vọng. Bây giờ có nói gì cũng không còn ý nghĩa. Em Thanh à, anh biết là lúc xưa anh thật là lơ là với em. Cho anh một cơ hội đi. Anh Sơn, thật ra là bạn gái của anh chẳng có khác biệt gì những cô gái khác không có bạn trai. Em mong là bạn trai của em có thể cùng với mình chia sẻ những nỗi buồn và những nỗi vui, chứ không phải là đi quán trách đối phương không có chịu nghĩ cho mình. Mình làm lại từ đầu đi nha. Anh sẽ rút thêm thời gian để mà ở với em. Hả? Thật ra anh có tự hỏi mình anh là anh có thương em bao nhiêu hay không? Thật ra cứ sau mỗi lần gây gỗ với anh thì em đều mong là anh rượt theo em. Nhưng mà bây giờ em nói lời thật lòng, em không muốn anh rượt thêm nữa. Qua wow, trời chưa tối. Đúng sao vậy hả? Tôi đã chia tay với cô Thanh rồi. Nóng giận nhất thời thôi. Không phải, cô nói rất đúng, chúng tôi thì không hợp rơi chút nào. Anh không thể vì cổ mới thay đổi chút sao? Anh có biết hay không, vừa rồi cô hỏi tôi là có thích cổ không. Tôi đã đứng sững không có biết làm sao mà trả lời. Thật ra tôi không phải là không thích cổ, chỉ là cái việc yêu thích đã trở thành thói quen thôi. Anh đừng trách tôi, tôi thấy cổ thì thầm thương. Tôi làm người có phải thiệt thất bại không? Anh đang làm gì đó? Không, tôi đang thu thập tài liệu về con Tình thôi. Còn nữa, còn ít vải của con Nghi theo quần áo để lại. Mình còn chờ cái gì nữa, sao không đem đi quán nghiệm đi? Quỳ, anh hết chuyện rồi hả? Còn chuyện gì nữa, đi đi. Quỳ, anh khẳng định cái áo đó là áo của cô Tình hay sao hả? Cái áo đó của con Tình do tôi được bà đi mua mà, nên tôi khẳng định. Cái miếng vải bị thiêu đốt. Ông Phong à, báo cáo quán nghiệm có rồi. Di thể của miếng vải này là hoàn toàn phù hợp với lại di thể của áo này. Xin mời ông qua coi.
Có ai không vậy? Có ai không vậy? Vụ án của con Nghi đã bị liệt và sợ bị tội mà tự tử đi. Thì là không ngờ, sau khi mà cô phát hiện được anh Phong cặp bồ với cô Tình hôm xưa, cô tưởng là cô Tình cố tình dọn tới ở gần nhà của anh Phong để mà nối lại tình xưa. Cô nói là không thể để cho bất cứ người nào giật đi anh Phong hết, cho nên mới giết đi cô Tình rồi sợ bị tội cho nên tự tử. Thông à, anh tin tôi đi, tôi với cô Tình thật sự không có gì hết. Tôi biết mà. Tôi thiệt là không ngờ cô lại làm như vậy. Phong à, Phong à, cô có nhắc tới chuyện của Tình với anh hay không? Tôi thiệt không sao ngờ được bạn gái của tôi là một người như vậy, đã làm được cái chuyện này và đã giết chết người vợ của bản thân của tôi. Hèn chi dạo này cô có những hành vi quá dị như vậy. Chúng tôi tin rằng người mà đã xài cả tín dụng của cô Tình là cô Nghi, và chúng tôi đã kiếm được trong sách tay của cô những loại thuốc tinh thần này. Tôi nghĩ là cô vốn không có thể đè nén mình. Thông, Thông, xin lỗi nha. Đừng có nói vậy, không ai muốn đâu. Không phải, tôi thật sự phải nói với anh, thật xin lỗi anh. Tôi thì không ngờ bạn gái của tôi là thứ người như vậy làm được cái chuyện đó, hại chết cô Tình liên lụy tới anh nữa. Đừng tự trách mình quá. Nếu như tôi sớm biết được cô là người như vậy, tôi nhất định có thể ngăn cản cổ mà. Phong à, không có mắc mớ tới anh đâu. Không phải đâu, anh có biết không, nếu như... Tôi hiểu được mà. Phong à, đừng suy nghĩ thêm nữa. Tôi thì không biết phải nói cái gì hơn. Vậy anh không cần nói gì hết. Tóm lại, mình vẫn là hai người bạn thân. Thông à, nếu cần giúp gì anh cứ nói nha. Thông à, hôm xưa cô Tình bị chết, anh dùng phương pháp gì để mà khắc phục cảm giác đau khổ này hả? Thời gian. Thời gian có thể làm phai nhạt các thứ. Thời gian, tôi cũng mong là được như anh. Đưa anh đi uống nước nha. Thôi đừng, tôi muốn về công ty làm hết việc. Tôi mong là làm thêm việc để khỏi phải suy nghĩ dở dần. Vậy không tốt. Ngoan. Ba, mày còn nhớ người ba này hay sao? Đừng có bực bội nữa. Tính ra đi. Tao hỏi mày, tại sao xảy ra bao nhiêu chuyện mà không nói tao biết? Có phải là mày coi tao chết rồi không? Con thấy là phiền quá, không muốn làm phiền ba má thôi. Mình có phải là người một nhà hay không? Con không muốn thảo luận vấn đề này. Hôm nay tao phải nhất định nói cho rõ. Mày còn trách tao cứ Kim Linh phải không? Phải, con giận dữ lắm. Ba hài lòng chưa? Được, nếu mày nói như vậy thì tao cũng không ngại nói cho mày biết. Kẻ làm ba này không thẹn với mày và cũng không thẹn với lòng mình. Tao cưới Kim Linh không có nghĩa là tao không tôn trọng má của mày. Nếu mày có trách thì tự trách mày hổ lậu đi. Con không muốn nghe bà nói nữa. Hơ, tánh của mày là vậy mà, nói chưa đầy ba câu thì không nghe người ta nói nữa. Tao nói cho mày biết, tao thì học hành không cao hơn mày và không biết nói lý lẽ hơn mày, nhưng mà tao sắp sửa bị chết rồi,
Nếu như mày có gì muốn nói á thì nói sớm đi, bằng không thì mày sẽ hết cơ hội đó. Hai cha con chỉ có đời này, không có kiếp sau đâu. Xin lỗi con nha, ông thiệt là hơi nóng giận, ba má đi trước hả? Nè, ông đừng có đi nhanh quá, cẩn thận nha ông. Daddy, thì ra Daddy làm việc lỗi cũng bị ông nội la hả? Ba cụ, con thấy ba đã làm lỗi sao? Nếu không sao ông nội lại giận như vậy? Nè quay xanh à, phóng phi tiêu nha. Đợi khi khác đi, lần sau sẽ tỏ giáo. Có nhìn thấy Cindy hay không? Người đẹp đó hả? Đã không xuống đây lâu rồi, chắc có lẽ có chồng rồi. Quầy, thế nào? Muốn cua người ta hả? Điên người sao muốn cua cổ, muốn kiếm cổ tống rượu thôi. Tại sao hôm nay mình vì một cô gái chỉ gặp mặt mấy lần thôi mà được thuê chiếc xe? Cô đó vốn không thể là một cô gái nhà giàu ngồi trong xe. Mình chỉ được thêm một cảm giác, mà cảm giác này không hề kiếm được ở trên mình của cô Thanh. Vừa uống rồi đó nè, uống đi ông. Vừa miệng. Hút thêm miếng nữa đi ông. Nè ông ăn thêm đậu hũ đi nha, đậu hũ dinh dưỡng cao lắm. Daddy à, con thấy đói bụng rồi. Daddy mắc cỡ hả? Để con dẫn đầu vô nha. Ông nội bà nội à. Hả? Daddy đã tới rồi kìa. Sao lại không vô nhà? Thôi gì, con muốn nhà tới. Daddy nói là ông nội sức khỏe không có khá, ăn nho nhiều sẽ được tốt đó, phải không Daddy? À không mà, con chưa ăn cơm mà, ở lại ăn cơm đi con. Hay quá, cháu sắp bị chết đói rồi. Quay quay, ăn cái này sao? Lạc nhách à. Ông nội không có thể ăn đồ mặn, bà không có bỏ muối, để bà nội đi mua thịt cho con ăn nha. Không cần đâu gì à, đừng làm phiền. Không phiền đâu, gần đây lắm mà, hai cho con trò chuyện chút nha, ngồi xuống đi. Nè, ngồi xuống đây nói chuyện với ông đi. Nè. Bà biết thằng Thông thích ăn cái gì sao? Thì thịt gà mà ông thường nói đó, tôi đâu có quên. Hả? Chứ đi lấy chén. Dì cứ ăn mấy món này với bà hả? Phải, cứ ăn mấy món này với bà thôi. Bà kêu bà đổi món khác á, thì bà lại không chịu. Và cũng đã chịu cai thuốc gì bà. Hề, nói thiệt nha, tới nước này á, thì bà đây cũng sắp đi đời rồi. Đâu có cần gì cái việc mặn ngọt hay là cai thuốc để bận tâm tới chứ hả? Bà, gần đây xảy ra nhiều chuyện, con mới biết lúc xưa con đã làm nhiều chuyện lỗi. Hey, khờ quá đi, con người ai mà không phạm lỗi. Con còn trẻ mà, còn nhiều thời gian để mà sửa đổi lại. Lúc xưa con sửa tay ba không nhận sao? Nói thiệt nha, ở trên thế gian này á, kẻ làm cha mẹ chỉ lo hiến dân thôi, không có nghĩ thâu về đâu. Bây giờ con cũng làm cha người ta mà. Nếu mà lỡ như thằng Michael này nó làm lỗi á, con có giận nó hay không? Hay quá, bà với ông nội đã hết chuyện rồi. Ê, có thịt gà rồi nè. Hôm nay thằng Thông tới, từ nào khỏi phải buồn rầu nữa đó. Ông đó nhà ngày nào cũng không chịu nghỉ sớm hết. Ăn cơm đi, nhiều chuyện quá hả? Nè Thông à, ăn thịt gà nha. Cindy à, tuần này ba má của tôi từ Thụy Sĩ sẽ về đây. Chừng đó mình hẹn luôn họ với lại ba của cô ra cơ chơi nha. Jack ơi, chuyện gì? Bắt cá sa hả?
Nếu con không thích ra khơi chơi, hay là mình nghĩ chương trình khác nha. À, hay là mình đi câu lạc bộ cưỡi ngựa, hay là tụi mình tổ chức vũ hội hóa trang nha. Vũ hội hóa trang nha. Cô thấy sao? Quan trọng nhất là cắt đi hết cỏ dại. Dạ thưa ông Thái. Đi đi. Ủa Cindy, sao về sớm vậy? Dạ phải, ba làm gì vậy? Không, định bàn với anh Toàn là trồng một ít cà ở chỗ này. Sao mày biết con thích ăn cà? Khờ quá đi, con là đứa con cưng của ba mà. Con thích gì sao ba lại không biết? Nếu như ba thì thấu hiểu con thì làm ơn đừng có giới thiệu mấy công tử cho con nữa. Cậu Vinh đó không tốt sao? Anh Vinh đó hả? Con sắp bị anh làm chán chết. Cái đứa con gái này lại chơi chán trường rồi. Hay là vậy, ngày mai theo ba đi đánh tennis, ok? Cảm ơn. Cô Cindy à, cô có nhìn ra sao về ý thích và hình thái của xã hội hiện đại không vậy? Ê Cindy, lâu rồi không gặp, đi lấy chồng hả? Chừng nào ra đua xe đây? Anh mới lấy chồng đó, lúc nào cũng được mà. Nè, chị nói đó nha. Ly bia. Ủa chị hả? Hey, lâu quá không gặp rồi, có chuyện gì? Sao lâu quá không thấy vậy? Quê, có thấy anh Quê Xanh không? Quê Xanh hả? Vừa rồi còn thấy anh mà, không biết bỏ đi đâu. Kiếm tôi hả? Ai mà rảnh rỗi kiếm anh? Vậy sao kiếm Quê Xanh? Tôi kiếm Lưu Đức Hoa không được hay sao? Làm ơn nữa cố gửi nữa có được không ạ? Coi anh đó nha, bay mùi rượu quá à. Mượn rượu với sầu hả? Có phải nhớ được không? Quê, chị đừng có tràn trề tự tin như vậy có được không ạ? Thì là khó chống lắm chị à. Sao lúc này mất tích vậy? Đã cả tháng rồi không có gặp, đi đâu vậy? Đã bị người ta bao à? Tiệt điên. Đi đâu chứ nè, đi đâu vậy? Đi đâu chứ? Về nhà chủ tôi. Có cần tôi đi theo hay không? Quê nè, khoan đã. Cho tôi biết đi, đi đâu chứ? Nói đi. Tôi đã về nhà luyện tiên, đã tu thành chánh quả rồi. Giờ trở ra chơi lại thôi. Muốn chơi sao hả? Đã lâu không tống rượu rồi, tống nha. Sẵn sàng, chị có được không? Thì thử nha.在走到冬中精彩，回头笑看现实不舍更改。余魂彩，何时开始或未开口说爱，仍能与你共度许多憧憬，在人海。 在日海，从前那当初天真一子不在，情深在愿望一直在心内从未放开。谁曾温暖着我心，如奇迹那样发生，风风雨雨渐离去，放低感慨。 我无直接感，如今真经约定这生，亦要跟你结伴，让我。
chỉ tình sao.